Cũng mới tới cái miếng đất này hồi chiều hôm qua. Qua mình tới đây cũng sớm lắm, mình tính lên xe luôn, nhưng mà chú hôm qua đi công việc là không có nhà, mình sáng ngày mình đợi. Nhưng mà cái sáng ngày cái nước nó đang đang rồng mà chuẩn bị lớn, nó còn hơi thấp quá, đợi nó lớn một chút nó đi rồi cái mình lên xe luôn. Cái miếng đất này là hôm bữa mình đi xem rồi qua cái cống đó, cái cống bề ngang có 4m và mình 4m2 qua không lọt. Cuối cùng thì chú nhà cũng tạo cho mình cái điều kiện để mình lên cái đường này. Đường này thì mình qua cái đường đan này cũng nhỏ không đến nỗi. Ở ngay chỗ hàng bông đó có một cái ống nước cái người ta xài á, mình qua đây cái mình đẩy cái cao đó đó, cái mình vô. Bên trong đó nó cũng hơi lượn lẹo một chút, nhưng mà mình ráng ráng thì đi được. Gặp ngay cái tháng này mình không có dùng từ ráng được, mình dùng cái từ cố gắng mình đi để mình có việc làm thôi. Ngay thời điểm này thì cái bạn bè xa thì mình đăng cũng nhiều clip, bạn bè xa cũng thấy rồi, có việc làm mà vui rồi, chứ bây giờ mình không có kén đất được. Chỗ này nó hơi cạn quá, khi lên xe chắc phải sở này xuống âm xuống mới được, cào đó thấp xuống nó hơi cao quá cao.
chú nhà cho mình đẩy hai cái cây này luôn, tính đẩy cây bìa này nè mà chú tiếc cây mai, giờ mình đẩy hai cây này nữa cái mình cho nó vô xe mình vô cái đường này luôn. Bãi này mình lúc lên xe có buộc hai con dây cho nó chắc, chỗ này nó hẩm quá trời, nó lỡ đất vô bên trong nè, mình sợ vô quá thì nó vô sát lộ quá nên mình ngoài đó nó meo đó, nó bị hủng trong cái chân bờ đất mình á, nên mình buộc hai cọng dây cho nó chắc thôi. Chỗ này là cái đường mình qua nè, bên đó đất chú rồi đó, tới đây mình đốt cái nhang cái mới được. Đây, chỗ này thì người ta mới lấy đi rồi, chút nữa mình phải banh cái này ra chút nè, hút mới xảy độn qua chỗ này cái đường mương nè, tới đây đất cứng nè. Đi mấy bên đây thì cũng có một cái mới chôn mới rời nè, đèn còn kéo ra đó, bên đây thì nó hẹp quá đó. Nè đây là con đất mình làm nè, ngay góc đó thì mình bữa coi cũng coi thế rồi, cào hết mớ cỏ này ra hết, cái dời qua độn qua góc đi xa xa cái đó ra. Đi được mới dám lên chứ không được mà cũng không dám lên đâu. Chú nhà bơm nước ra. Đất này thì nó đang là lít ngang, mình vô mình xẻ xuôi lại. Biết cái này như mười mấy lít hay gì nè. Mình xẻ xuôi lại làm một lít. Phải bơm nước cạn làm cho nó dễ, nó nhờ cái có cây đồ nhiều mình độn rồi nó cũng qua, nó cũng dễ nè, gặp không có cây chắc cũng không dám làm cái đất này luôn, quá trời mưa cây chứ dừa nhiều. Qua đây thì mình xử lý cái clip này trước nè, mình hút nguyên dặn cây này cái mình thải qua đây hết, dặn cho nó có cái thế để mình làm. Mấy em bệnh đất của chú tới rành bệnh nữa, mới lên cũng có nói chuyện với chú, mình tìm cách làm cho nó suôn sẻ cái miếng đất này á. Ở đầu ngoài kia thì có nguyên bụi tre quá trời bự, bây giờ đang tìm cái
cái thế để mình qua bên clip bên đó, đó. Bộ tre đó thì chú phá thì tiếc, để cái tre đó nữa mình trồng mảng cầu rồi đó, trồng cây gì đó mình đốn mình xịa. Vô đây xem làm sao. Này không có thế qua rồi. Mương bành bành không. Sắc trển đi lên rồi. Dưới này mình đi xuống mình cắt cái clip này qua đây lắp cái mương này nè. Qua mấy chỗ này cũng hơi hồi hộp. Không phải mình hồi hộp là chuyện đi lầy có hồi hộp gì, mà chỗ ta nằm nghỉ ở đây mình tới mình làm động vậy nè. Mới lên bò ra đây sáng hỏi đường ta cho rồi sao giờ anh con anh không cho đi, để nói với lại chú nhà coi sao. Đường này đâu đi được. Để kèo chú ơi. Không cho đi. Sao mà không cho đi? Biết đâu con ổng ra nói này qua đụng chạm màu mã gì đó không cho đi. Mới nói con ngưng à. Màu mã quay. Màu mã bệt. Sao màu mã? Ai biết nói vậy á, ngưng luôn. Nói sao? Nói qua đụng chạm màu mã gì đó rồi bà già bệnh nằm bệnh viện gì đó nói vậy rồi nói không cho đi. Nói vậy cái vô luôn rồi. Không cho đi hả? Ừ nó không già không cho đi. Đi vòng qua phá lớp này bỏ luôn. Cứ đi đi. Dạ. Yeah. Yeah, mình về lại mình đi đường này. Thấy mấy cây sầu riêng vậy mình bỏ tiếc quá nè. Tính mượn đường ta mà ta không cho đi. Thì chú nhà mới nói giờ cái nào dướng thì phá, nóng rồi. Chú nhà nóng rồi. Chắc nghịch bên kia nữa gì rồi. Thôi giờ mình bò ve lại. Mình thì bò tới bò lui bình thường không gì đâu. Làm mình đi làm nghề này mình quen rồi. Đắp được cái đập ngang này. Bên trong này thì cái mương này là mình lắp lại. Lấy lượng đất bên đây nè. Đưa qua đây. Dưới nguyên đường dây điện chú cũng mới kéo từ trong lộ mà lên tới trên này. Đầu tư cũng nhiều dữ thôi. Mà đường dây điện này thì nó nằm ở mấy ngoài cái dừa này. Tính bàn hay lại chú nhà mình dời nguyên cổng dây điện này mình cho bển hết đi, tiện lợi mình làm á.
nhiều lắm. À. Chết. Chống này vòng, này hồi xưa xẻ lớp ngang chi uống xong lên xuôi lần gì đâu có tốn tiền sửa ha. Ừ. Chú ơi giờ mình giờ dây điện bỏ bảnh đi chắc mai mới làm rồi, để bơm nước cạn rồi làm luôn quá. Ờ, chứ con banh dưới cái máy nữa mất công nữa. Này tạm thời cũng nghỉ sớm rồi, giờ dây điện rồi mới được. Có bạn với chú rồi cái clip bên đó mình cũng giữ vững lại, không có đụng tới nó. Cộng dây điện này tính ra kéo từ ngoài ngoài vô tới hôm đây xa ghê trời. Nhà điện này kéo đây ngoài hết nhiêu tiền chú? Nhà nước cho. Nhà nước cho hả? Cho hết nhiêu? Tính là trăm mấy. Dạ, nhà nước cho trăm mấy hả? Trăm mấy triệu á. Dạ. Này vô được tới đất ơi cũng mừng quá rồi. À, với lại chú cũng đổi ý mình bàn chú mình không leo lên cái bờ đó, cũng nhà được một phần nữa. Gặp chủ nhà có khó kêu mình leo bển. Hàm bờ nó nhỏ leo lên cái nó mất đất dữ lắm. Nữa mình lấy đất nhiều nhiều cái mình dục đại bển xa xa vậy đó. Đầu cái khi nào mà chú nước có tràn á, cái mình lấy giá mình đắp. Tính vậy là tiện. Còn mình đi bển là dàn cây đó hư hết luôn. Trồng một cây xài cũng cái vấn đề chứ bộ. Rồi cây dừa nữa rồi hư. À, thôi thì mình cũng xin hẹn gặp bạn bè đằng xa mình vào cái buổi chiều ngày mai. Cũng mến chúc của chú anh chị mình sẽ clip xong có một cái giấc ngủ ngon bên cái gia đình.